Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay về thêm được hai chiếc máy massage chân giá rẻ nữa, nên là quay clip giới thiệu đến anh em. Thì như anh em có thể thấy thì hôm trước em đã giới thiệu đến anh em chiếc máy massage chân Testcom đến từ Nhật Bản. Mấy con này thì nó đều là hàng đã qua sử dụng rồi và được nhập về Việt Nam, nhưng mà sử dụng còn rất là tốt. Con này anh em có thể thấy thì nó sử dụng nguồn điện 100V và nó có hai chế độ chân và bắp. Rồi ngoài ra thì nó có những cái chế độ về cái nhanh chậm, trung bình hoặc là đảo chiều, hoặc là đặc biệt nó có chức năng sưởi. Đó. Con này khi sử dụng anh em nhấn giữ 3 giây. Đó. Là máy bắt đầu nó massage. Tuy nó hàng đã qua sử dụng rồi nhưng mà chất lượng còn rất là tốt và anh em có thể yên tâm xài. Con này khi mà anh em muốn massage chân thì anh em đặt vào trong này. Còn đâu nếu mà anh em muốn massage bắp ấy, thì anh em duỗi chân ra, duỗi chân thẳng ra thì chúng ta sẽ đưa cái bắp chân vào đây thì nó sẽ massage. Đấy. Ở ngoài bắp thì lạnh thì có chức năng sưởi này cũng rất là tốt. Ở đây nó có một nút nguồn, anh em có thể tắt nguồn hoặc là mở lên. Đó. Nhấn giữ 3 giây là xong rồi. Và mấy chiếc máy massage này thì nó có giá là 2 triệu. Anh em nào muốn mua thì liên hệ em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.